Hello. Con đi. Nhiều khi ông chưa nghiên cứu thì sao? Nó tại trong cấp không? Đúng không? Hình tí á. Vòng để coi dân tình sống sao ở khu phía đông Sài Gòn. Hôm nay đi tháp tùng anh chủ tịch city cộng tác city anh chủ tịch city cái này đường này nè, đường miền đông nè, Thủ Đức nè. Ừ, Thủ Đức giờ hướng này cũng đi lên này, Bình Dương là ok, quốc đông thì ba đó nè. Coi dân tình như thế nào. Đó, bây giờ đi bọc qua phía bên khu của mẹ mẹ phía bên kia. Coi phố phường dân. Rồi, hôm nay là ngày rất là đẹp trời. Trời nắng, mây cuồn cuộn phía bên trước luôn. Rồi, đây là ngã tư Hàng Xanh. Ngã tư Hàng Xanh quá đẹp. Rồi, bây giờ hai anh em bắt đầu là tới Vạn Phúc City để ngắm nghía tình hình bên khu vực này trước. Wow, cổng cực kỳ đẹp luôn. Hạnh phúc quá. Hai con ngựa này, hai ngựa đực hay ngựa cái nè? Con cái, con cái con đực. Wow, ngựa. Cổng cây xanh cực kỳ đẹp không? Đường vô thấy là mát mẻ rồi đó. Cái phía bên tay trái là hình như là phố cũng ngon lắm nè, đẹp shop house nè, shop house. Bây giờ giá ăn căn này nó khoảng nhiêu đó? Trên 30 triệu. Wow. Nguyễn Thị Nhung nè. Diện tích bao nhiêu? Năm 20 đó. 7 đến 20. Năm 20 là 7 20, 7 tầng, 1 3 5 tầng. Một trệt. À, có hầm chứ. Một trệt 2 lầu thân thượng ha. Đâu 5 3 lầu, 5 lầu trong đó. Wow. Đẹp á chứ. Khu này là đẹp nhất nè. Cái khu để shop house mà từ 30 tỷ trở lên đó. Wow, cái thời mà kỳ đầu rồi chắc nó chắc chừng dưới 10 tỷ ha. Đầu hồi nó bán thì khu đây thì sao? 10 tỷ. Khu đây hồi khu đây cũng vậy, shop house này, shop house luôn. Còn phía bên phải? Bên phải cũng vậy, cũng vậy luôn. Ngay đường này trục đường chính ha, trục đường chính vô nè, cây xanh bóng mát luôn. Trời ơi, shop house bên đây đó. Đây là đang thời kỳ dịch cho nên là hầu như là đang này, để cho thuê. Đây Hương Thị của Quỳnh Khương nè. Nhé hả? Ừ, công ty. Ok, à Hương Thị. Ok, đây có Hương Thị của Việt Hương đây. Thấy không? Thấy nhà đại gia không? Giờ đi quẹo vô cái khu đây trước nha. Tại vô khu nào? Khu Vạn Phúc, khu nhà phố này. Ok. Đó, cái đường này là đường 25. Là cái đường số 7 này, đường số 7. À, cái đường Nguyễn Thị Nhung là đường chính, quẹo trái đường số 7. Đó, đường Sương Cá này, đây là nó hai bên đường này nè, nhà phố bên đây là đường là nhà phố 5 đến 20. Năm 20. Giá nằm khoảng sao nè? Giá đây khoảng cỡ 16 tỷ trở lên. Còn mấy cái lô gốc? Lô gốc thì giá nó cao hơn. Cao hơn 16 tỷ.
30 gấp đôi luôn. Quẹo vô con đường là thấy cái giá nó khác ha. Đường này đường 25m. Ok, đường 25m. Quá đẹp. Bệnh viện Vạn Phúc nó đang xây nè. Đây hả? Ok, bệnh viện Vạn Phúc. Bệnh viện Vạn Phúc đây nè. Ừ. Gần xong rồi. Gần xong luôn rồi. Hãy mốt là khu miền Đông là tập trung như đấy ha. Ồ, đây là có cái khu công viên nhỏ nội bộ ha. Có hồ bơi không? Có hồ bơi luôn. À, khu này nó tầm giá khoảng 16 tỷ hả? Đi thẳng là ra bờ sông luôn hả? Ừ, nó chỉ chút lên đây nè. Có nó nhiều con đường dưới đây nữa. Nó xé đây nè. Quá đẹp, cái khu này đẹp đấy nhá. Nhìn thấy đa số công ty là nhiều. Căn ngay chỗ Bảo Quang á, chỗ Thơ đang làm công ty á. À, bây giờ lấy cái căn Bảo Quang. À, căn số 76 nữa. Ok. À, cũng 520 luôn á. Ồ, nó có tầng hầm nữa. Tầng hầm. Giờ đang cho thuê đó khoảng bao nhiêu? 25 triệu một tháng. Ok. Nguyên căn luôn ha. Tiếp đồng mấy năm đã? 3 năm. Cũng 3 năm. Đây nè, đây nó làm đây chúng. Ở trường học này nó mới xây này, trường học của nhà nước. Ờ, trường học đó là của hệ thống nào vậy? Trường nhà nước ha. Trường nhà nước thôi. Còn ở trường quốc tế anh em trong kia. Đây nó khu quy hoạch này, đồ này đẹp đó. Đây là cái khu này là có chủ hết rồi hả? Khu này nó đang chuẩn bị nó xây à. Nó cũng đẹp quá ha. Khu này là chắc là phân lô nền nữa ha. Bán hết rồi. Làm gì giờ còn nữa. Xuống lên mét 81 đó, cái trụ điện nó hạ xuống đây rồi. Ồ. Đất đây mà ví dụ như mà mua lại như vậy, một nền thì khoảng nhiêu ta? Cái giá nó cũng phải chục tỷ. Chắc là nếu có tiền mua đất cũng ngon. Thấy trong đây khu này người ta mở công ty nhiều. Không có, mình mua đất là chừng xong xây thì công ty nó không phải xây, nó bắt buộc mình xây theo cái... Có nghĩa là thay theo cái mô hình quy hoạch của nó đúng không? Trường này xây xong mà đi vô hoạt động chưa? Chưa. À, mình đi cái khu này là đâu phải là cái khu mà bên chỗ Waterworld gì của bên Hàn Quốc nó làm đúng không ta? Chưa, chút mà lên cái khu kia này, khu này nó chưa nó khu kia đẹp hơn nữa. Wow, đây là trường học. Mình như là chưa hoạt động thì phải. Ừ, mới xây. Chuẩn bị không? À, chuẩn bị hoạt động. Đất nền là còn bao la luôn nhưng mà có chủ hết. Má, xoay đồ, xoay trường học người đây. Thấy đa số là công ty nhiều. Thì cho thơ làm tiền. Ừ, cho thơ làm nhiều công ty. Thấy công ty cũng lớn lớn chứ. Thấy tình hình trong đây thấy đây ngổn ha. Đây khu đây, khu Đông Nam này, khu đồ quá, khu đây tiền nhiều nè. Đẹp quá. Khu này nó kêu là cái gì cũng biệt thự phố luôn hả? Cái nhà phố. Nhà phố, nhà ấy thôi nhưng mà nó hiện đây cũng có 18 19 tỷ một căn. 18 19 tỷ một căn. Đẹp quá ha. Cái lối nó có cái xây một cái hầm lở nè. Một trệt ba lầu nhưng mà không có sân thượng. Rồi, đa số chỗ này là kinh doanh hết. Kinh doanh đó. Đẹp quá. Về ngang về chắc cũng 5 mét đó à. Ừ. Wow, phía bên kia là công viên này. Khu công viên tennis thể thao ha. Đây. Hoạt động mua bán. Nói chung trong khu này rồi. Quá đẹp. À, bên kia là khu Waterworld đúng không? Ừ. Ngân hàng này. À, Vietcombank đây luôn. Thật ra cái khu này cũng lâu lắm rồi đó, nhưng mà nó hình thành vậy thì hình như là cũng chậm á. Thì giờ nó làm nó chứ hồi xưa nó cứ kéo dài. Thấy cái khu công viên nước đây mà thấy hình thành cũng nhiều tới khu. Cái biệt thự nữa. Wow, khu kia là khu biệt thự đang xây hả? 200 tỷ cho lên. Wow.
diện tích lớn không? 500 mấy mét vuông. Làm cỡ 200 tỷ vậy là gần 90 triệu đô rồi hả? Wow. 200 tỷ gần 910 triệu đô. Hả? À. Đúng rồi. 89 triệu. À 89 triệu đô. À. À. Đấy, vĩ đại quá ha. Bồ nó đẹp. Đây xây bồ công viên đẹp quá. Alo. Long Park. Wow, đây là cái công viên ven sông, cực kỳ đẹp luôn. Đối diện qua bên kia là hướng về cái phía lên mạng 51. Bên kia là hình như Phú Đông. Bên kia à, nếu mà bên kia An Phú Đông là thuộc về quận 12 ở khu đất An Phú Đông. Ở khu này có bến du thuyền không? Tương lai có, giờ tương lai chưa có. Wow, đây đang xây cái mô hình giống chiếc thuyền vậy ta. Ừ. Đúng, đây nè. Chắc cái nhà chờ hoặc là một cái bến du thuyền. Bến du thuyền à. Nhìn form đẹp quá. Đây là cuối khu của Vạn Phúc rồi phải không? Ừ, không, nó có một khúc trên nữa. Mà hình như là nếu mà cái khu mà Vạn Phúc mà cái khu này á mà gần mặt tiền sông thì chắc là mắc nhất à. Là biệt thự mà. Ờ. À. Nhìn quá đã ha. Điên giàu xong về suy nghĩ lại gom sao đủ tiền ra kiếm khoảnh đâu đó trong đây hả? Ở ra nên ở đây như đồ mới ở chi trong nhà phố trong hẻm góc chi. Phía trước là cái gì? À, phía trước là cái cổng của cái khu nhà phố hả? Này nè, để mình đi mà đi nha. Sau bây giờ đi cổng trước. Ok. À, đến đường xương cá mà. À, giờ mình chỉ thẳng lên ghe luôn nè. À. Ở đây là cũng là cái đài quan sát luôn hả? Cái tháp đài quan sát luôn hả? Cư dân đó leo lên để chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh thành phố Vạn Phúc. Đủ mấy công viên lớn nhất này đây, đài gì này, vua đây. Đây là cái khu công viên nước trong tương lai ở trong trung tâm đô thị Vạn Phúc. Ồ, nó có cái hồ sinh thái lớn ha. Đó, nó làm cái hồ này. Cái hồ này hồ tự nhiên hay là mình làm đó? Nó nhân tạo. Nhân tạo, đủ cái hồ đủ mấy. Bự vậy đó. Giờ thành cái hồ đủ á, làm thành mô hình giống hồ Tây á. Có nghĩa mua vậy là ai mà ở Hà Nội vô đây là khỏi cần phải về đó. Đó, đủ mà nó xây được mấy cái nhạc nước, công viên nước lớn này cũng đang xây đó. À. Thấy bát ngát không? Bát ngát. Quá trời rộng luôn. Ở đây chỗ đài quan sát. Đụt bên kia là gì ta? Đụt rộng quá. Rộng. Bao la rộng luôn. Nhưng mà làm sao mà có được 100 mét vuông trong đây là đủ rồi đó. Nhà triệu đô. Nhà triệu đô, đúng. Rồi, một cái hồ sinh thái đẹp, đúng là cái khu vực đáng sống trong tương lai. Vạn Phúc mà đủ, bên đây 3-4 năm nữa là đủ ngon. Tụt giờ mua để làm nó không trời. Ở đây là chắc khu công viên nhạc nước hả? Nhạc nước. Đẹp. Nhưng mà nếu mà
cái này phát triển nhanh thì chắc trong vòng 2-3 năm nữa. Hồ đủ. Toàn cảnh cái view cái hồ kinh thái. Cái khu cao cấp này cộng căn hộ cao cấp mới. Đây là cũng là nhà phố liền kề luôn. Diện tích chắc cũng năm này chắc năm 15. Đi bảy mét. Năm 17 hả? 7 mét chiều ngang. À 7. À cái này của cái dự án nhà thầu Phan Lê Group. Đây cũng tiền lắm. Ngang 7 mét, dài chắc khoảng chừng 12 15. 72. Xây công trình này cơ. Phố đi bộ là tương lai là bên đây á hả? Ừ, khu trung tâm này. Thiết kế đây nè, thiết kế giống châu Âu à. Đây. Mô hình nhà phố liền kề đây, thiết kế kiểu như là châu Âu, nhìn mấy cái ban công thật là ấn tượng ha. Wow, bây giờ mình đi lòn vô cái khu đường này thì thấy phía bên trái nó có cái mảng hàng rào tường cây xanh đẹp. Thấy mát mẻ luôn. Cổng này nãy mình vô nè. À, đây là ra cái trục đường chính đúng không? Ừ. Ra trục đường chính Nguyễn Thiên Nhung. Ồ. Quay lại đây là quay lại cái phòng kinh doanh của Vạn Phúc IT, là có nghĩa là mình đi đường vòng rồi đó. Ra được trục đường chính. Đường rồi đó. Ok. Quá đẹp. Điền vòng tới khu Vạn Phúc IT à. Dạ, hai anh em bắt đầu là vô ngồi làm ly cà phê sáng trước. Mặc dù sáng cũng uống ly cà phê, làm thêm ly cappuccino ở Vạn Phúc. Cappuccino ở Vạn Phúc. Này trái tim mà là cái gì vậy trời? Cái lá hay chiếc lá? Ừ. Chiếc lá. Không về chiếc lá luôn. Ngồi cà phê sáng chém gió. Cái này chụp hình được không? Được.